mà Mia nghe nói là MV của Mia giống K-pop quá, sao giống như là đạo của Hàn Quốc hay là đạo của nước ngoài gì đó. Thì thật ra ở đây á, là Mia cũng không cần phải giải thích nhiều, tại vì Mia nghĩ là quý vị khán giả sẽ hiểu. Từng đêm lòng em đau nhói khi vẫn mãi theo chân anh về, nhìn người khác đứng bên ai lòng đau. Nhận ra là em vẫn mãi như kẻ ngốc bao đêm mong chờ, đợi chờ anh đến và rồi lại yêu nhau. Mời quý vị đón xem chương trình Chuyện Thảm Đỏ Khách Mời Mia được phát sóng vào lúc 20:10 thứ bảy ngày 23 tháng 5 2015 và phát lại vào 13 giờ thứ tư tuần kế tiếp trên kênh KTV.